Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Thế Giới Nhà Đất. Hôm nay thì em sẽ gửi tới quý cô chú và quý anh chị một cái lô đất siêu phẩm cực đẹp luôn, nằm ngay khu dân cư Phước Thái tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai anh chị nhé. Lô đất này thì nằm ngay mặt tiền quốc lộ 51, trục đường 16m này. Đây là trục đường 16m của dự án khu dân cư Phước Thái nha anh chị. Bên này là hồ bơi công viên đây. Đây, trước mặt nhà mình đây là hồ bơi anh chị này. Rất là đẹp anh chị. Đó. Đây, vị trí lô đất nó nằm ở đây anh chị ha. Đây, 5 x 18 90m2, hướng này hướng nam nha anh chị. Đối diện cổng hồ bơi luôn. Tuyệt vời, một tác phẩm tuyệt vời. Anh chị ở đây thì mình có thể là hưởng lợi được rất là nhiều. Thứ nhất, mình mở cửa ra mình nhìn sang hồ bơi là thấy vô cùng là mát mẻ rồi này anh chị. Đây, hồ bơi đây. Đó. Giá chỉ có 2 tỷ thôi anh chị nhá. 2 tỷ mà còn được đàm phán trực tiếp nói chuyện với chủ, xin lọc lá thêm nha anh chị. Giá này thời điểm đu đỉnh thì nó tầm khoảng 2 tỷ 6 đến 2 tỷ 8. Nhưng bây giờ thì anh chị cũng biết rồi, giai đoạn này là giai đoạn của những người bán và giai đoạn của những người mua và những cơ hội sẵn có để anh chị mình lên là nhà tham vọng hay là một người sợ hãi thì đó là điều quyết định của anh chị. Đó, giai đoạn này là giai đoạn của người mua. Đấy, rất là tốt nha anh chị ạ. Đường này là đường 16m, khu dân cư hiện hữu khá đông, như anh chị đang nhìn thấy từ trên live cam xuống thì khu này thì là một cái vị trí rất là đắc địa, nằm ngay quốc lộ 51, trục đường 16m thế này. Sổ hồng riêng, phun thổ cư nha anh chị. Đối diện là công viên ạ.